Hello, chào mọi người. Chào mừng quý vị các bạn đã làm với kênh Đại Vương. Thì đến video hôm nay, Vương xin chia sẻ cho anh chị các bạn cái mẹo cực kỳ hay trên điện thoại iPhone hoặc là iPad. Thì đó là kiểm tra tình trạng chuyến bay trong tin nhắn của điện thoại iPhone hoặc là iPad nhé. Thì Vương xin bắt đầu ngay bây giờ, xin mời anh chị và các bạn cùng theo dõi. Thì bây giờ, ví dụ như mình có một người bạn bay trên chuyến bay là VN210 nha. Thì mình sẽ đón sân bay. Thì mình sẽ nhắn tin cho cái người bạn đó để mà đón sân bay mà VN210. Thì mình sẽ vào trong tin nhắn nha. Mình sẽ chọn cái người cần tìm. Đó, bây giờ mình sẽ gửi cái tin nhắn tới người này nè. Mình ví dụ nha các bạn ha. Rồi, mình sẽ gửi tin nhắn, mình sẽ là VN210. Mình sẽ gõ là Việt Nam cách ra Airline nha. Rồi, Việt Nam Airline. Và mình sẽ bấm là 210. Và mình chỉ cần gửi đi thôi. Thì người ta sẽ bấm vào cái Nam Airlines 210 đó. Thì nó có chức năng là xem trước này, xem trước chuyến bay, hoặc là sao chép. Chúng ta bấm vào xem trước chuyến bay nha. Các bạn lưu ý là cái người nhận bên kia cũng vẫn là cái điện thoại iPhone hoặc là iPad nhé. Thì hiện tại cái chuyến bay này là từ Hồ Chí Minh đi Hà Nội. Và nó đã khởi hành đó. Nó đã khởi hành đó là 10 giờ 18 phút nè. Và nó đã bị delay là 18 phút. Đó, như vậy là hiện tại là nó đang bay nha, đang bay qua địa phận của nước ngoài ở đây, Campuchia, Bangkok vậy đây. Đó, thì như vậy là thời gian bay là 2 tiếng 10 phút, và nó sẽ giờ đến nó sẽ là còn là 1 tiếng 20 phút nữa, 21 phút nữa là nó sẽ đáp nha. Như vậy là quá tuyệt vời không ạ? Chúng ta có thể ví dụ như đây là cái người bên kia người ta sẽ xem còn 1 giờ 20 phút nữa thì máy bay sẽ đáp, thì người ta sẽ đón sân bay đó, đó chính xác hơn. Chúng ta có thể là định vị được chiếc máy bay mà không cần tải bất cứ một cái app nào cả các bạn ơi. Nó có trên cái chức năng là tin nhắn của điện thoại iPhone hoặc iPad nha. Và các bạn lưu ý rằng các người nhận vẫn là iPhone hoặc iPad mới có chức năng này nha các bạn. Vâng, như vậy là Vương vừa chia sẻ cho anh chị và các bạn cách xem tình trạng chuyến bay trên tin nhắn của điện thoại iPhone hoặc iPad. Đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video này hữu ích thì hãy cho Vương một like, một đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.